phạm tội, khi đã thực sự ăn năn hối cải và cải tạo, lao động tốt tại các nhà tù, thường được hưởng chính sách khoan hồng, đặc xá của nhà nước. Khi được trở lại với cộng đồng, đa số mối quan tâm lo lắng của xã hội nói chung, của bản thân, của gia đình những người vừa được ra tù nói riêng là việc làm. Nhiều người có điều kiện đã nỗ lực và may mắn làm lại cuộc đời, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có nhiều hoàn cảnh sẽ phải tự thân lầm lũi, bắt đầu lại từ những công việc lao động chân tay đơn giản nhất. Cô ơi, cô có cho cháu hỏi ở đây có thuê người làm không cô? Cháu mới được đặc xá ra tù ấy, là cháu đi xin việc với cô, nhà mình có việc gì cho bọn cháu làm được không? Mọi người sẽ nghĩ gì và nói gì với những hoàn cảnh như thế này? Diễn viên của chương trình đang hóa trang thành một nhân vật từng lầm lỡ và mới được đặc xá ra tù. Anh và một người bạn tù không muốn làm phiền thêm cho gia đình và người thân. Họ lầm lũi tự thân đi xin việc với hai bàn tay trắng. Là nghề mộc sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ nổi tiếng ở Bắc Ninh là nơi họ đến xin việc. Có lẽ trong tù họ đã được học nghề này. Chào cô ạ. Cô ơi, cô có cho cháu hỏi ở đây có thuê người làm không cô? Cháu mới được đặc xá ra tù ấy, là cháu đi xin việc với cô, nhà mình có việc gì cho bọn cháu làm được không? Cháu cũng là thợ mộc ạ. Ở đây thì cũng đang thất nghiệp cả. Từng là tù nhân, cánh tay vẫn còn hình xăm trổ, nhưng nhìn dáng vẻ của họ rất tội nghiệp. Cô có chỗ nào cô chỉ giúp cháu? Cơ chế này nói chung ở đâu cũng thế thôi. Khi vào công ty cũng không như thế. Cô có cái việc gì khác làm được, bảo vệ ở việc được cho cháu làm cũng được. Không cần phải làm mộc đâu. Từ hôm qua này, thế này, cho bán thì bán được, làm đồ bán cho ai. Từ sáng giờ đi hai anh em cứ tủi thân đi, người ta cứ kỳ thị. Người ta ác cảm với cả người tù. Anh em nói thật là anh em thiên hạ đến, người ta không dám lấy đâu. Đi xin việc trực tiếp và không hề che giấu thân phận, một sự khởi đầu với lòng trung thực, thật thà. Anh em hai thiên hạ đến mà xin việc cũng khó. Tại vì ra anh em phải có người ở đồng kỳ, hoặc người ở đây người ta quen biết, người ta giới thiệu, người ta mới tin tưởng cái người giới thiệu đấy, người ta mới nhận. Cái này nó thuộc cái anh em mà thiên hạ mà khởi việc cũng hơi khó. Anh em ra bãi gỗ và anh em xin bốc vác. Ở chỗ nào hả cô? Có không ạ? Đây, 2-3 cây đó. Có lẽ là một sự sẻ chia bộc trực và thật thà của bác chủ cửa hàng. Chuyển sang các cửa hàng và cơ sở sản xuất khác, hai diễn viên trong vai người mới ra tù bắt đầu làm lại cuộc đời theo cách tự thân đi xin việc trực tiếp ở một làng nghề. Và đây là kết quả thực tế. Chào chú ạ. Cháu nhờ chú một chút được không ạ? Đó. Cháu muốn xin việc thì chú có việc gì cho cháu làm được không? Xin việc ấy. Vâng ạ. Xin việc ở đây thợ đấy, cấp đủ rồi. Cháu, chú cho cháu làm gì cũng được ạ. Cháu mới ra tù. Cấp đủ thợ rồi, chú không chú ra nghề hàng. Cho cháu lau dọn ở đây cũng được chú ạ. Cháu chỉ cần cơm ăn 3 bữa thôi ạ. Biết là thế rồi, là quý rồi nhưng mà... Hay đó thì xăm thủ đi đâu. Ở trong trại thì là cháu cũng được các cán bộ cháu làm về nghề mộc. Chú có việc gì chú giúp cháu vậy? Giúp cháu. Có. Anh làm đẹp lắm. Đi tù đầy xin được đâu đã đuổi. Thì mình ra phường mình xin một cái dấu, ở công an phường cho một cái dấu, mình xin dễ dàng hơn. Chứ ở đây nhiều cái người dân người ta ngại, người ta trông thấy là con trai mà tay to khỏe thì xăm cái tê. Người thì người ta cứ kỳ thị, người ta bảo là đi tù thì người ta không muốn nhận. Chú thì thợ thì nó đủ rồi, bây giờ thì thường xếp sắp vào đầu năm. Chú cho cháu quét dọn cũng được ạ, cháu làm con gì cũng được. Con trai thì nó không lau hàng, con gái lau nhiều, con trai. Chú ơi, thế chú ở xung quanh đây chú có biết chỗ nào đang cần người không ạ? Chú chỉ giúp cháu. Cách nào đấy cả, rồi.
chào chị ạ. Chị ơi, ở đây mình còn tuyển người làm không hả chị? Không, chưa ạ, nhưng mà nhà chị có tuyển đâu. Thế ạ? Mình đi bao nhiêu chỗ? Đấy, em vừa hỏi rồi. Thế ạ? Vâng. Nhà chị thì vẫn đủ người làm, không có chuyển lên bao giờ. Em đi vào các cái khu mà nó làm các cái nhà nó mới ở trong này nào. Dạ, buổi sáng em có đi xuống dưới đấy rồi, nhưng mà người ta không... Nhưng xem có ai nào, người nhà chị có việc gì chị giới thiệu giúp em. Đấy, em làm gì em cũng làm được. Bây giờ chị có giới thiệu các em đi ra ngoài này để hỏi thôi, còn nhà chị thì lại không. Ở đây mình có tuyển bảo vệ không chị? Em trông trông bảo vệ. Bảo vệ không, nhà chị không, nhà có người rồi. Nên ra cái nhà máy Hanaka này. Chị ơi. Chị ơi, cho em nhờ chị một chút được không ạ? Chị ơi, ở đây mình còn tuyển người không ạ? Để làm gì ạ? Anh làm gì ạ? Em làm mộc. Em ở năm tích. Em thấy ghi cái biển tuyển người ở đây rồi. Bán hàng thôi. Bán hàng thôi ạ. Chị có việc gì để làm được không? Không, không, thì em cũng được anh ạ. Tiếp tục đi sâu vào trong làng nghề. Đây là cơ sở sản xuất cuối cùng. Diễn viên sẽ kiên nhẫn thử xin việc trực tiếp. Bác ơi, chào bác ạ. Cháu nhờ bác một chút được không ạ? Có gì ạ? Cháu muốn xin việc. Dạ. Cháu muốn xin việc. Cháu việc gì cháu cũng làm được. Cháu đồ cháu nghệ ơn mà cũng có một sổ mộc đấy. Bây giờ em đi sổ mộc rồi xuống với chỗ để chúng mày hướng xuống dưới chúng mày thì có việc. Bác có việc gì cho cháu làm cũng được. Cháu mới ra tù, cháu vừa mới được ra năm nay. Vâng, thì bác xem có việc gì cho cháu làm. Đấy. Cháu làm việc gì cháu cũng làm được ạ. Đồ này cháu làm được hết mà bác. Không, năm nay nó xuống kinh tế. Mỗi năm ấy thường có 32 người làm, nhưng mà năm nay không có ai làm. Cháu chỉ cần lương thấp thôi bác ạ, đủ ăn thôi. Ừ, cháu cũng cần rồi. Em xuống chỗ, nó ghi chỗ Hoàng Anh đấy. Dạ vâng ạ. Ừ. Hoàng Anh ạ. Mình cứ đoàn hoàng thôi, có công việc nào công việc kia mà mình cũng chân thực. Ở đây người ta có việc các anh ta xếp ngay. Vâng. Không ngại đâu. Sống ở Đồng Kỵ thì nó vô tư lắm. Dạ vâng. Nó không vấn đề gì đâu các em ạ. Mình chân tình thế người ta cũng không vấn đề gì. Cháu chỉ kiếm công việc. Cứ xuống cứ chỗ khu vực của cán trại thì rất nhiều người ta muốn có người chứ không phải không đâu. Vâng ạ. Bây giờ là cháu xuống cái chỗ ấy này. Xuống cái chỗ Tam Sơn và Tam Sơn. Tam Sơn. Ừ. Có xa đây không ạ bác? Người ta đang tuyển chọn 300 người. Vừa có tay nghề vừa lao động thủ công. Không vấn đề gì đâu. Cháu hết tiền cháu đi xe. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu hết tiền cháu đi xe lên thế này. Cho nước phối cho ngon nước nhà cháu. Cháu xin bác. Cho đầy chai ấm vào. Đấy đưa ông cho đầy chai cho. Thôi cháu uống nghe đủ rồi. Cảm ơn bác ạ. Chỗ Tam Sơn người ta tuyển 300 người. 300 người với 200 lao động. Cháu vì cháu cháu sợ mọi người dị nghị. Tại anh đi xăm anh xăm người và bây giờ đi đâu người ta áo cho thuốc. Vâng ạ. Để là người ta không nhìn thấy. Vâng ạ. Ừ, để người ta trông người nó với có ấn tượng. Đấy, với cho tay không người ta không nhìn thấy. Cháu cảm ơn bác. Ông cứ đi dần đến đâu hỏi trong nhà cơ sở nào đấy. Vâng. Thì mình cứ nói đừng bỏ tay đi thì người ta trông thấy người ta cũng hơi ấn tượng ông. Thật ấm lòng với những chia sẻ của cụ. Vâng, đây chỉ là tình huống của chương trình Camera Rộng Kín. Xin cảm ơn các nhân vật rất nhiều. Người lạ đến đây là phải có người quen. Người ta mới giới thiệu, dạ. Thì mới xin được, người ta dạ. Mới tin tưởng. Nói cho cùng là con người đều có những cái tốt cả và dạ. Xã hội đều phải phấn đấu đến cái tốt. Bỏ tất cả những cái lầm lỗi, bỏ tất cả những cái quá khứ. Đừng có kỳ thị mà dạ. Mình cũng làm con người, vẫn là cái con người của Việt Nam, dạ. Con người của dân tộc mình. Cho nên phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Tất cả những người lầm lỗi rồi về là vẫn là con, là cháu. Cái đó là trong cái lương tâm cách cư xử của mỗi con người. Phải biết thương yêu nhau và phải biết hướng từ này cho các cháu. Còn con người ấy thì nó là cái hậu quả của cái tệ nạn xã hội chứ không phải nó cái bản chất. Mà nó là cái mà mình đã lầm lỗi rồi thì biết sửa rồi thì những người đó cũng phải được phải
tôn trọng như những người bình thường hóa trong cái hoạt động của xã hội bây giờ, mà phải hướng tới cùng nhau là giúp đỡ nhau, mà chia sẻ với nhau lúc khó khăn cũng như cái lúc mà hoạn nạn. Những người mà lầm lỗi là cũng do hoàn cảnh, do điều kiện mà bị lầm lỗi. Thế giờ đã được đi nhà nước giáo dục đào tạo mà đã tốt rồi, nhà nước lại ân xá cho về, thì thôi bây giờ về cũng hòa đồng với xã hội, mà coi như người dân bình thường, sống làm sao cho cùng nhau hòa hợp với nhau để cùng nhau làm xây dựng kinh tế riêng của cá nhân cũng như là riêng gia đình, đồng thời cũng giúp cho xã hội ngày càng phát triển. Quả là nếu đi xin việc trực tiếp theo cách này sẽ rất khó khăn. Và nếu ai đó trong hoàn cảnh tương tự mà không giữ được sự kiên nhẫn thì rất dễ nảy sinh bất mãn và lung lạc những mầm thiện đang mọc lại. Vậy nên, nếu chúng ta gặp những hoàn cảnh đã từng lầm lỗi, đang làm lại cuộc đời thì cũng cần thấu hiểu. Để dù không trực tiếp lo giúp việc làm thì cũng mở lòng độ lượng và động viên, hướng dẫn, sẻ chia kinh nghiệm, gây dựng cuộc sống với những mảnh đời như vậy.